biết bao tháng năm không trở về nơi đây, vẫn con đường quen sao xác cánh phương hồng, như vẫn còn đây ký ức của ngày khai trường, ríu rít đôi bàn thân ước mơ tuổi hồng trò. Dẫu kỷ niệm đã qua nhưng sao vẫn thân thương, dưới mái trường ngẫu thơ đầy ấm tiếng cô thầy. Thầy như người cha ân cần, cô như người mẹ chiều mến, dạy dỗ chúng em ngày càng lớn khôn. Sẽ nhớ mãi tiếng thầy cô ngày nào còn lên lớp, sẽ nhớ mãi lời thầy cô ấm áp khi giảng bài, truyền vào những tâm hồn thương bài học quý giá, ươm mầm tương lai cho em đời tươi sáng. Sẽ nhớ mãi kỷ niệm xưa thầy cô dịu dàng, vẫn nhớ mãi từng bụi phấn vương trên mái tóc thôi, điểm bạc thêm mái đầu chăm lo không ngại ngần, nguyện mãi ghi ơn thầy cô sẽ mãi không bao giờ quên. Ngày đó nhắc cho nhau
những bài học. Có giận hờn buồn vui ai ơi, kỷ niệm đẹp như trang sách mới, dắt tay chúng tôi cất bước vào đời. Thầy cô cho tôi bao ước mơ, từng trang vỡ thuở nào học trò, dạy cho tôi thêm yêu quê hương và cuộc sống. Từng hành lang ghé đã vấn đầy, hàng phương xưa vẫn che bóng đầy, chỉ còn tôi lơ ngơ thẫn thờ với thời gian. Trường xưa ơi bao nhiêu nhớ thương, nhiều năm tháng với bao kỷ niệm. 12A1 xong đó lại 11A1 12A1 3 năm rồi. Bây giờ cứ mỗi lúc mà mệt mỏi hay khó khăn thì cái dấu ấn của khóa đó và dấu ấn của 21 lại hiện lên trong đầu. Thì nhớ lắm chứ, nhớ lắm. Năm đó là năm 2000, lớp ta kết thúc vô cùng thắng lợi. Có đúng không nào? Đấy, vô cùng thắng lợi. Các đội tuyển rất thành công. Riêng đội tuyển toán là chúng ta đứng thứ nhất tỉnh Dương, và có ba trò được tham dự để lựa chọn đội tuyển quốc gia của tỉnh Dương. Thầy mong muốn thầy trò ta sẽ lại tiếp tục cố gắng phấn đấu, để thành công rồi thì thành công hơn nữa, thành đạt rồi thì thành đạt hơn nữa, không được gục ngã trước khó khăn, để cùng nhau xây dựng cái cuộc sống của bản thân, mà đặc biệt là góp phần xây dựng nhà trường, để đưa trường trung học cuốn sách ngày càng vươn tới một tầm cao mới. Chúc các em luôn hạnh phúc. Đối với cô thì cái thế hệ học sinh của niên khóa 1997-2000 là để lại trong cô rất là nhiều ấn tượng. Ấn tượng đầu tiên của cô là khi mà xem học bạ của các em. Thế và cái kết quả thi tốt nghiệp trung học cơ sở của các em thì đây là một cái khóa học mà chất lượng rất là tốt. Cô cũng không nhớ chính xác, thế nhưng mà cô cũng phải nhớ mang máng là phải có tới 40-50 em gì đấy là được tuyển thẳng. Đấy, cái khóa này này, bởi vì là cái hồ sơ tuyển thẳng mà đến bây giờ cái danh sách học sinh tuyển thẳng cô nhớ là vẫn còn đấy. Cái lớp học sinh mà các em rất là thông minh, chăm chỉ, cần cù, và đặc biệt là có cái ý chí và cái sự quyết tâm rất là lớn. Thế và cái điều đó thì càng ngày càng được thể hiện rõ nét hơn khi mà các em lên lớp 11 và lớp 12. Thế và cô là người mà trực tiếp ôn thi cho các bạn mà có định hướng là thi vào đại học khối C đấy. Thì cái điều đó lại càng được khẳng định. Dù đi bất kỳ nơi đâu, làm bất kỳ điều gì thì các em vẫn luôn nhớ về nơi đây, về trường Trung học phổ thông Nam Sách, về nơi mà đã góp phần thắp sáng lên ngọn lửa tri thức, nghị lực, tình yêu và lẽ sống trong lòng các em. Và các thầy các cô cũng mong muốn rằng các em sẽ nỗ lực hơn nữa, thành công hơn nữa để khẳng định mình và để tô thắm thêm ngọn lửa truyền thống của trường Trung học phổ thông Nam Sách. Khóa 97-2000 là khóa đầu tiên mình về trường cho nên không thể quên được. Về trường hay là chủ nhiệm ngay một lớp và cũng là cái cảm xúc đầu tiên khi vào nghề, cho nên là sẽ không quên được các trò cái thời đấy. Và lúc đó thì chưa có kinh nghiệm gì, thế nhưng mà phải nói là yêu nghề ấy không là từ khóa đầu tiên. Đến bây giờ là 2-3 năm rồi, có rất nhiều khóa ra trường, đúng là khóa đầu tiên thì nó bao giờ nó cũng khá là ấn tượng. Lớp mình chỉ năm đầu tiên đấy là về sau chuyển thành cái lớp 2 năm. Tuy nhiên thì không chủ nhiệm được cái khóa, bởi vì sau đó thì cái môn kỹ thuật thế dạy là thầy Cường nghỉ hưu, cho nên thầy dạy toàn bộ cả trường. Thứ nhất là xin cảm ơn cái khóa các em. Như vậy là 1997 đến năm 2000
Đây là cái lớp chọn tôi dạy, cái khóa này khóa thứ ba lớp chọn. Nói chung mỗi khóa thì thấy là cứ mỗi khóa sau thì sướng hơn khóa trước. Cái thứ hai là khóa sau tấn tới hơn, thành đạt hơn và cũng may mắn hơn. Thì chúc tất cả các em càng ngày càng tiến bộ. Đã hơn 2 năm trong đời dạy học, đồng hành cùng nhiều khóa học sinh ra trường, nhưng với riêng cô, khóa 97-2000 là một khóa học sinh có nhiều dấu ấn. Dấu ấn thì các em là khóa học sinh đầu tiên mà cô vừa ra trường, vừa tham gia công tác giảng dạy, vừa chủ nhiệm. Ấn tượng của các em là một khóa học sinh rất là đông, lớp học nào cũng đông. Lớp B3 mà cô chủ nhiệm có 68 học sinh. Kỷ niệm thì rất nhiều, nhưng có lẽ nhớ nhất là những cái giờ sinh hoạt lớp cuối tuần. Bây giờ các thầy cũng đã nghỉ hưu rồi, và đúng là gặp lại các em sau 20 năm có rất nhiều những cái thay đổi. Mọi người các trường đều đã trưởng thành đạt, cũng có gia đình, các con cái đã lớn dần, và đồng thời cũng rất là phấn khởi và nhiều em đã thành đạt trong cuộc sống. Tôi thì rất là vinh dự được nhà trường giao cái nhiệm vụ là chủ nhiệm cái lớp B5 3 năm liền từ năm 97 đến năm 2000. Đấy là cái khóa đầu tiên mà tôi về thành giám sát là làm công tác chủ nhiệm và đảng dạy. Thế là tôi khóa đầu tay cho nên là cũng rất nhiều cái kỷ niệm. Một là lớp rất đông, hai là học sinh thì các em thì những năm ấy thì với các cái nhìn nhà nước đông trường đông như thế mà phong trào học tập cũng rất là sôi nổi. Trưởng thành đấy, cái sự trưởng thành của các em đấy thì cô cũng cảm nhận rất rõ là chính là có cái nền tảng mà các em đã được học tập ở cái môi trường cấp ba này, cho nên là sau này là các em đã trưởng thành đấy, và là những người mà có như là thậm chí là hiện nay là có những em là đồng nghiệp đấy, cũng là đồng nghiệp trong ngành cùng với cô. Thế nhưng mà thậm chí là mình còn thấy là cái sự trưởng thành của các em là có những cái là mình thậm chí là mình còn phải học tập các em ở cái sự nhiệt tình với lại cái công việc mà mình đang thực hiện. Mong rằng các em sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa để gia đình bạn bè tự hào về các em. Chúc các em khỏe hạnh phúc trưởng thành. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hơn, để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vang đâu đây từng giọng nói, tiếng cười. Những nỗi nhớ, niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những cô. Xin chào toàn thể các bạn, học sinh lớp A4 hiện đang sinh sống và làm việc tại Pháp. Hôm nay là ngày hội khóa 20 năm của Liên khóa 1997-2000. Do điều kiện không cho phép nên em không thể về thăm thầy cô, thăm mái trường và về bên các bạn. Từ phương xa em xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới các thầy cô. Và nhấn mục các bạn hãy tận hưởng thật vui ngày hội khóa. Xin cảm ơn ban tổ chức đã cho mình cơ hội quay clip và gửi tới các thầy cô và các bạn. Kính chào các thầy cô giáo, cô chú và các bạn. Em là Kỳ, đã từng học khóa năm 97-2000. Hôm nay là ngày 20 năm học lớp. Em hiện ở xa, không về được. Thì em xin gửi lời chúc sức khỏe tới các thầy cô, cô chú và các bạn. Mong mọi người có một buổi học lớp thật là vui vẻ và sớm. Và hy vọng sớm sẽ được gặp lại mọi người trong thời gian tới. Trong cuộc đời này hãy nhớ muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn vương trong tim mọi người.